Mình tên là Quỳnh Thị Hồng Nhung. Mình năm nay 49 tuổi. Hiện tại thì mình đang kinh doanh mua bán. Dạ, xin mời chị ạ. Đây là con dâu của mình. Dạ, em chào chú Viên Linh. Dạ, chị Lê Lộc. Em tên là Võ Thị Diệu, 25 tuổi. Em đang làm bên làm đẹp. Dạ, phun xăm thẩm mỹ. Dạ. Diệu làm dâu của mẹ được bao lâu rồi? Dạ, em làm dâu của mẹ được 3 năm. Hơn 3 năm. Chắc có em bé rồi chứ ha? Dạ đúng rồi. Bé của em được 3 tuổi rồi. Trai hay là con gái? Dạ, bé trai ạ. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp nàng dâu đó, mình cảm nhận về cô con gái này như thế nào? Cái ngày đầu tiên mà con trai nó chở bé Diệu về nhà đó, khi mà ngồi chơi thì mình nói chuyện bình thường thôi. Nhưng mà khi về là mình kêu con trai mình nói liền: "Con ơi, bé này nó đẹp quá." Chắc gì nó thương con thiệt đâu. Tại vì con trai mình hồi đó là đi học, học xong rồi là đi học đại học xong cái đi nghĩa vụ mấy năm về là bắt đầu làm tài xế. Tài xế mà tài xế xe cẩu nữa. Mình mẩy lúc nào nó cũng nhem nhúa nữa. Nó đâu có sạch sẽ đâu. Chỉ đi đâu mới được bộ đồ sạch sẽ vô. Còn bình thường nguyên ngày là cái bộ đồ chạy xe. Rồi đến khi mà quen con bé này dắt về thì mình thấy con bé này thì lúc đó là đang làm tiệm tóc. Nó quá xinh. Mình nói là: "Con ơi, trời ơi, con này làm xe tài xế xe cẩu mình mấy con lem luôn, mà con quen con bé này nó xinh quá, là con chỉ khổ thôi." Đúng rồi. Mà con trai mình là hay lắm, là nói gì nói là mẹ nói sao nói cũng làm thinh, không trả lời một câu nào. Rồi sau bao lâu thì mình làm đám cưới cho con mình? Nó quen cũng lâu rồi nha. Nó quen cũng mấy năm à. Mấy năm luôn. Dạ, khoảng 5 năm mới đám cưới. 5 năm luôn. Dạ. Nhưng mà chị, còn với chị, cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, chị ấn tượng điều gì? Em thấy cái cuộc nói chuyện nó diễn ra bình thường thì cũng như bao cặp mẹ chồng nàng dâu khác thôi. Lúc mà về thì em vẫn nói với chồng là mẹ có phần dễ tính. Nhưng mà sau đó rồi mình có biết là mẹ ngăn cấm cái tình cảm? Là khoảng một thời gian sau á, khi mà gặp chồng, hẹn chồng gặp nhau thì chồng hay tắt chuông điện thoại. Ai điện thoại tới là lại tắt máy ngay, là cái người gọi là mẹ. Thì mình mới suy nghĩ là trời, chắc có bồ hả ta. Mới như vậy thì mình cứ theo dõi. Có một tuần, khoảng 2 tuần sau á, thì gặn hỏi miết thì ổng mới nói là mẹ không muốn anh quen em. Nên là lúc đó là cũng hơi buồn một chút xíu. Là qua ngày hôm sau em tức lắm, em chạy thẳng lên nhà mẹ luôn. Trời, nó gan lắm đó. Dạ. Đi một mình nó tới nhà mình luôn á. Để nói chuyện. Đúng rồi, tại vì cái tính của em là em thích cái gì đó nó rõ ràng được. Còn em cũng hơi thẳng tính một chút xíu. Là em chạy thẳng lên nhà mẹ, em dựng xe trước cửa, em chạy vô, em không khóa cổ luôn. Em chạy vô em nói: "Ủa sao mẹ lại cấm con như vậy với anh Sơn?" Em nhớ lúc đó là chỉ có một mình em nói thôi, mẹ lại không nói. Tại vì giống như là em nói em lấn phần của mẹ luôn. Rồi xong nói xong em lại chạy về. Không đợi mẹ giải thích luôn. Dạ, tại vì mình không cái kiểu là mình chỉ muốn nói hết những cái gì mình tức ra thôi. Xong sau đó mẹ em mới lại gặp chồng em và nói là: "Tôi chưa bao giờ thấy con nhỏ nào nó gan như con nhỏ này." Nhưng mà cô thấy sao cô? Cái lúc mà chị ấy tới, khi đã tới nói chuyện rồi á thì lúc đó mình cũng nguôi đi rồi. Dạ. Cái kiểu mình cũng xìu. Rồi cái thôi cứ để hai đứa nó quen nhau đi, mình không cản nữa. Chứng minh được là cái tình yêu của cô gái này đến với con mình là thật. Đúng chứ rồi. Không phải là gọi là màu mè gì hết ha. Thì nó quen mấy năm á thì bắt đầu nó về nó nói là: "Giờ con đặt mẹ ngồi chỗ này nè." Chứ không phải mẹ đặt con. Đúng rồi, chứ không phải mẹ đặt con ngồi đâu. Rồi sau đó lấy nhau thì về làm dâu sao? Nó giống như lúc đầu ha, có trở ngại gì không? Khi mà bé này về làm dâu á thì thật sự là mình không ngờ luôn. Không ngờ là một đứa nó còn nhỏ, lúc nó cưới hình như nó mới 19, 20 gì đó hả? Mà lại nó lại khéo. Chuyện trong nhà, trong cửa gì, bếp núc gì là ngon lành. Rồi biết tâm lý mẹ chồng nữa chứ. Chắc có lẽ biết ngay từ đầu mình không thích á. Nói là đẹp á, này nọ chắc không vuông véo trong gia đình. Cho nên là về là bắt đầu bao nhiêu tài là đúng rồi, là trổ ra hết. Từ ngày con bé này về làm dâu nhà rồi là mỗi là lễ nè, sinh nhật nè, là coi như là đều có qua có quà hả. Chứ mình chưa bao giờ mấy chục năm mà chưa ai tặng mình hết trơn. Rồi mỹ phẩm là mua cho mẹ xài luôn. Hai mẹ con hợp nhau gì nhất? Cứ nó về là rất hợp lắm. Mọi thứ đều hợp. Nó tâm lý lắm. Là thường là chị nấu cơm cho cả nhà mình ăn hả? Không, em thì không sống với mẹ. Cứ về thì có em nhà hay riêng rồi. Qua lại với mẹ, nhà mẹ đi thăm mẹ với lại cháu cháu gần, ở gần thôi. Vậy thì những cái bữa cơm gia đình có cứ làm cuối tuần, chẳng hạn cuối tuần á là mấy đứa nó vô nhà mẹ. Là cô nấu hay là chị nấu? Thường là mẹ sẽ nấu. Nó mua cái gì vô thêm nữa. Em cũng nấu. Tâm lý lắm, nói chung con bé này tâm lý lắm. Nhưng mà sao nó không nấu một bữa cơm nào, những bữa cơm trọn vẹn? Vẫn có, nhưng mà nó hơi ít thôi. Dạ, tại vì chồng em cũng bận công việc, mẹ thì cũng kinh doanh buôn bán nên mẹ cũng hơi bận. Mình có cảm giác là một cái điều gì mà mình buồn mẹ mình không dám nói ra không? Hình như là em không buồn mẹ mà chỉ có mẹ buồn em thôi. Sao em biết là mẹ buồn? Có một lần á, là cái thôi nôi của con của em á, nếu tính ra là
cúng ở trên nhà ngoại là chỉ cúng thôi noi là ngày mình cúng ngày ông, còn khi tổ chức thì là ngày dương để mời mọi người. Còn khi mà cúng ở trên nhà mẹ đẻ của em trên Bình Dương thì nó hơi xa nhà mẹ trên này, thì em lại không có báo cho mẹ biết. Tại vì mình cũng nghĩ là mẹ bận buôn bán, với lại là thêm hai đứa em nó còn đi học mẹ đưa rước nữa, nên là thấy nếu mà mẹ biết tin thì thế nào mẹ cũng sẽ chạy lên, thì mẹ sẽ bỏ hết công việc. Lại lúc đó lại suy nghĩ là thấy nó không hay, nên là không báo cho mẹ. Nhưng mà chiều đó lại đăng hình lên Facebook. Và trong khi đó là mẹ nói với em chồng của em là em không báo cho mẹ biết, mà trong khi đó là mọi người đều biết hết, là mẹ, trong khi đó mẹ là bà nội mà mẹ không biết. Thì mẹ giận, mẹ wow. không nói chuyện với em luôn. Không, giận nữa. Nhưng mà không la nha. Không, mẹ im không lặng la luôn. Mà thà la mình đi, mình còn biết đường để mình xử. Thì cũng phải một tuần sau thì mẹ mới ngu giận. Tại vì em cũng gặp trực tiếp mẹ và em nói. Mình cũng suy nghĩ cho mẹ chứ không phải là không. Là mẹ cũng nguôi. Con dâu này hay cái nè, có chuyện gì nói cho mẹ liền luôn. Ngay cái chuyện đầu tiên chưa làm dâu cũng đã dám nói thì sau này... Cái đó là cái tính của đúng em. Rồi, dạ. Như thế thì nó rất là tốt. Bởi vì mình cảm giác cái nào mà mình không bằng lòng mình nói với mẹ luôn. Cái nào mình như thế nào nói với mẹ. Trao đổi trực tiếp như thế thì nó sẽ không bao giờ có chuyện để bụng đâu. Còn nếu như mà mình cứ nghĩ thôi không nói, cuối cùng nó nặng bụng rồi cứ bùng phát là nặng nề lắm. Hai mẹ con mình có những cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ chưa cô? Kỷ niệm thì nói chung tại vì không có ở chung với nhau đó. Thành ra chỉ những lúc là đi đám cưới hay hoặc là đi chơi thì mẹ con mới có đi chung thôi. Tại vì mỗi người có cái công chuyện riêng hết, suốt ngày tôi nói không có gặp nhau được luôn. Cả tuần, nhiều khi hai tuần luôn mới gặp được nhau. Đó, cho nên là nhiều khi đi chơi thì như đi Vũng Tàu đồ thì thấy ai cũng lo tắm, lo ăn, lo chơi. Mà con bé này thì nó cứ lui hủi, nó nướng đồ cho cả gia đình ăn không à. Nói chung là không hiểu sao mình ngay từ đầu là mình nói con bé này đẹp, thì mình sợ nó sẽ không có chu toàn được mọi thứ. Tại thường thường ta nói nó đẹp quá mình biết làm cái gì. Nhưng mà khi nó về làm dâu rồi mình mới thấy là chắc có lẽ là chị xui ở bên bệnh cũng có dạy. Cho nên là nó bước về làm dâu gia đình mình thì nó đã coi như là nó hay, nó mọi mặt hết á. Em thấy em thương mẹ em mà có đôi phần em thấy nhiều em làm mẹ ruột của em buồn luôn á. Giống như là nhà gần mà thì lễ Tết hay này kia thì em giống như là em lại tặng cho mẹ trước chẳng hạn đi. Rồi cái mẹ ruột em á thì lại biết cái kiểu mà hay nói chơi thôi là trời ơi, nhiều khi thấy còn thương hơn tao nữa. Nhưng mà thật sự ra thì thương hai mẹ như nhau. Như vậy thì quá tốt luôn ha. Cách chăm sóc con cái thì sao, có hợp nhau không? Cũng hợp. Là nói chung ra là thời đại giờ chăm con cái kiểu như là bây giờ chứ không phải như hồi xưa. Mình thì sống là kiểu cũng như hiện đại, thành ra cũng không đến nỗi mà. Nhưng mẹ chồng cũng còn trẻ rồi, mẹ chồng cũng còn hiện đại, chứ gặp có những mẹ chồng lớn thì cũng hơi khó, phải chăm sóc theo cách của mẹ chồng. Có bao giờ la nó gì về chuyện nó chăm con, nó không chăm sóc cho con kỹ lưỡng không? Không, nó kỹ lắm, nó còn kỹ hơn tôi nữa. Nó kỹ dữ lắm. Cho nên là không nói thiệt, mình nói ra người ta nói mình thì nó tốt con dâu quá, chứ thật ra thì nó cũng dung dén lắm. Mà từ hồi nay mấy năm rồi, chưa mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ mà nói là chẳng hạn như cái nhìn khó chịu cái thôi. Chứ đừng cho anh chị nói kiểu nhìn khó chịu thôi. Mình cũng không có, nó thật. Tại vì cái gì hai mẹ con đôi khi cũng giống là mình nóng nhưng mà mình kìm được. Tại vì con bé này nó trẻ, nó nóng nó không kìm được thôi, chứ mình nóng thì mình kìm được. Cho nên cái gì mấy là kêu nói thẳng liền. Không có để trong lòng. Cô dâu nóng tính hả? Dạ, em nóng tính lắm. Cái kiểu là phải có chuyện gì đó thì mình mới nóng thôi, chứ không phải là kiếm chuyện hay là vô cớ nóng. Cô giờ nóng trước mặt mẹ chồng chưa? Dạ chưa bao giờ. Nóng với mẹ chồng chưa thì bao chưa. Giờ. Khi mà nóng với chồng thì có thật ra. Cái chuyện mà nóng với chồng là chuyện bình thường. Thật chất mà nói thì cái chuyện ai cũng nóng tính, vấn đề là chúng ta kìm như thế nào thôi. Bởi vì khi mà đụng chuyện thì cũng khó lắm. Vấn đề là cách đối nhân xử thế trước mặt mẹ chồng, người ta hay gọi là giận cá chém thớt á. Đôi khi mình nóng chồng mình la sùm trước mặt mẹ chồng, mình nóng con mình la sùm mình đánh con trước mẹ không chồng. Không bao giờ, em cái không bao giờ. Cái này là không nên thôi. Còn chuyện nóng tính thì chuyện nó chỉ chắc chắn sẽ có. Chị giống như là ở riêng thì em có nóng tính trong thậm chí với chồng luôn. Thì chỉ ở trong phòng thôi chứ không nhiều bao giờ. Nhiều lúc nó nóng mà... thì mình cũng nghe em nó nói lại thôi, là có nghĩa là nhiều lúc vui vui cầm gì phan cái đó vậy thôi. Chứ giữa mẹ chồng nàng dâu chưa có một điều gì nó mâu thuẫn trực tiếp với nhau đúng không? Dạ chưa bao giờ. Để xem coi chồng em có nói điều gì không nha. Bây giờ chỉ trong con trai nói gì đây nè. Trai sống khép kín lắm. Ngày được vợ báo tin mà tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu á, mình cũng rất là bất ngờ. Nhưng mà mình cũng cảm thấy vui. Vì thông qua chương trình này nữa thì mẹ mình và vợ mình lại được hiểu nhau nhiều hơn. Lúc đầu thì hai mẹ con có thể là chưa hiểu nhau nhiều lắm, nhưng mà dần dà về sau thì mình thấy hai người càng hiểu nhau, càng quý mến nhau. Điều đó làm cho mình rất là vui. Thì mẹ và vợ mình
Nói chung là hai người rất là tuyệt vời. Không, đối với mình thì không quá quá hoàn hảo, không còn phải có ý kiến gì nhiều. Nhưng mà thì thông qua chương trình thì cũng xin gửi đến mẹ và ba mẹ hai bên là chúc sức khỏe, chúc vợ ngày càng xinh đẹp, gia đình mình ngày càng hạnh phúc và sớm mong có thêm thằng nhỏ nữa. Bây giờ la nó cũng không trả lời, thành ra mình cũng không biết là nó có nghe mình hay không nữa. À vậy đó, cho nên là hôm nay lên là cũng chủ yếu để nghe cái clip này nó nói những gì. Nó nói vậy thấy làm sao? Thì nói chung nó nói vậy thì thấy là gia đình nó cũng hạnh phúc rồi, vậy thì mình cũng mừng. Nó mong vợ nó đẹp nữa ra đó, mà đẹp nữa thì có nhiều người gọi là theo đuổi, dòm ngó. Là cái lúc đó chồng nó ghen nữa là mệt lắm á. Thực sự em cũng chả có đẹp gì đâu mà mẹ lại suy nghĩ như vậy thôi. Thì bây giờ nói chung ra là có dâu đẹp á thì cháu nội mình nó đẹp. Dạ. Cháu nó như tây vậy đó. Ý là mẹ chỉ muốn chị đẻ con nữa. Con trai cũng cũng sói ca lắm mà, nhìn cũng thư sinh lắm á. Linh nghĩ rằng cái tình cảm của mẹ chồng nàng dâu á càng ngày càng đậm đà hơn, yêu thương nhau nhiều hơn tốt, và chúng ta cứ phát triển như thế. Rồi, cảm ơn mẹ chồng nàng dâu đã đến tham gia chương trình. Hai mẹ chồng ôm nhau cái nào. Mong muốn điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, những tương lai có thể mình chia sẻ với nhau trong lúc này. Bây giờ là mẹ chỉ muốn là con thứ nhất là bớt nóng tánh vậy đi ha, để cho gia đình con là im ấm hạnh phúc. Mà gia đình con im ấm hạnh phúc là mẹ vui rồi, chứ mẹ không cần gì hết. Tại vì con làm dâu mẹ bao nhiêu năm con biết tánh mẹ rồi. Dạ. Con thì con mẹ tuyệt vời quá, thì con chỉ không có muốn gì hơn là chỉ muốn mẹ dành thời gian cho bản thân mình hơn. Dạ. Bớt lo lại cho gia đình một chút xíu, tại vì em chồng thì cũng đã lớn hết rồi, mẹ lo toan trong gia đình quá. Đâu mẹ tham việc quá, tham việc quá.